Ba đói chưa bà? Đói. Đói rồi à? Cơm nha. Không nồi láo nha. Ôi mắm này xinh thế. Hôm nay mắm xinh thế. Về xem nào. Về xem nào. Ây dạ. Ôi mắm xinh nhé. Chào cụ nào. Con này cứ thấy cụ là cào cái cầu. Ây giời xinh thế. Ôi giời ơi. Xinh quá. Thấy chưa. Mắm xinh quá. Cái lời gì bé không nhỉ? Này cụ làm cơm đây. Để chỗ để ở đâu? Con ăn rồi. Ông ở đâu? Con ăn rồi. Để đây nhá. Kéo này mình đặt đậm mùi cơm kho quá. Áo nói. Ít ít thôi mà ngứa người rồi. Đấy, sẵn nhiều quá rồi. Ông nội, ông nội sẵn đây, ông nội quan tâm. Tối à? Thấy ông nội không? Có. Ông nội đang quan lại những cái gì nữa cơ. Ông nội đang quan lại. Ông nội đang quan lại. Rơi rồi nhặt lên. Đấy mở đoạn đầu đi để xem có cả một bé. Ôi dồi ôi bà mắm này bà nhảy ác thế. Mắm ăn nè. Bà mắm nhảy ác với bà mắm ơi. À ở đây có một món này rất là ngon này. Sâu siêu to khổng lồ đấy. Bà có ăn món sâu này không? Thôi mày ăn đi, mày mời xong cả nhà ăn cơm xong rồi. Ôi nhảy lên. Rồi bà mắm bà nhảy hơi bị máu đấy bà mắm ạ. Kìa mắm kia đây. Đây. Cười gì? Quá cười. Cười đừng cười hít vào. Cười cái gì? Cười toàn hít vào à. Ấy, bà cụ ăn cơm ngon chưa? Nó thích chơi với cua này. Ý, mắm còn ngậm ở chân nhỉ? Khiếp, mắm bẩn quá. Mắm ngậm ở chân này. Cái này đang mỏng. Ai này? Ngoan nào. Nhưng mà nhiều em bé đấy, có hai em bé.